Còn bây giờ mời quý vị sẽ cùng đến với chuyên mục khách mời hôm nay. Thưa quý vị, trong chuyên mục khách mời hôm nay, mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ một gương mặt đã gặt hái được nhiều thành công trên đất Mỹ. Chị hiện đại là quản lý của quỹ Field Venture Capital, một quỹ trị giá khoảng 500 triệu đô la Mỹ chuyên đầu tư vào các công ty mạo hiểm ở thị trường Mỹ và châu Âu. Và thưa quý vị, thành công của cô gái này còn ở việc cô ghi tên mình vào danh sách những cá nhân dưới 40 tuổi nổi bật do các tạp chí, tờ báo hàng đầu của thành phố Miami và bang Florida bình chọn. Xin mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ Maggie Võ qua cuộc trò chuyện với MC Vũ Thịnh ngay sau đây. Vâng, xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị. Và thưa quý vị, ngày hôm nay thì xin được mời tất cả quý vị sẽ cùng gặp gỡ nhân vật đặc biệt đang ngồi kế bên Vũ Thịnh lúc này, chị Maggie Võ. Rất là cảm ơn chị đã dành thời gian đến với chương trình Việt Nam Ngày Mới hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn thầy. Maggie xin gửi lời chào đến quý vị khán giả của chương trình Đài Truyền hình Quốc hội. Rất vui được tham gia chương trình trong ngày hôm nay. Cái điều đầu tiên mà Vũ Thịnh rất muốn chị Maggie Võ có thể chia sẻ cho Vũ Thịnh và tất cả quý vị khán giả biết, đó là cái cơ duyên đưa chị đến với cái hành trình sự nghiệp của mình được không ạ? Rất cảm ơn câu hỏi của Vũ Thịnh. Maggie thì đi du học qua Mỹ cách đây 20 năm. Thì mình lúc nào mình cũng biết là mình rất là thích môn toán và môn tài chính. Và do đó thì Maggie qua Mỹ thì có theo đuổi để lấy bằng đại học trong cả hai ngành. Và bên cạnh đó thì cũng có lấy luôn bằng CFA, là bằng đào tạo những cái cử nhân tài chính, đặc biệt là cho ngành quản lý quỹ. Và khoảng cách đây 4 năm thì mình chú ý là cái dòng tiền đi từ cái thị trường public vào cái thị trường tư nhân rất là nhiều. Thì là một người quản lý quỹ thì mình phải đi coi cái dòng tiền đi đâu, cần mình đầu tư đúng không? Nhưng mà cái điều quan trọng nhất là ở Mỹ thì trong khoảng 10 năm trở lại đây thì những cái công ty công nghệ không còn đi lên sàn khi mà họ còn quá trẻ nữa, mà họ chờ đến khi mà họ trở thành kỳ lân và rất là bự thì họ mới lên sàn. Là khi mà làm trong thị trường tư nhân mà mình được cơ hội làm việc với rất là nhiều nhà khởi nghiệp thì cảm thấy là những cái mà mình học hỏi, những cái mà mình tích lũy rất là có giá trị, tại vì mình có thể đưa ra những lời khuyên giúp đỡ họ để xây dựng cái công ty của họ. Thì đó là lý do tại sao mà hiện giờ Maggie là người đồng quản lý và sở hữu quỹ Field Venture Capital. Thật ra là nghe cái hành trình mà chị chia sẻ là nó đã có một cái nền tảng từ ban đầu, nó xuất phát điểm từ cái niềm yêu thích, cái niềm đam mê. Nhưng mà chắc chắn rằng là trên cái hành trình đó nó sẽ không thể nào mà thuận lợi cả. Vì chúng ta cũng biết rằng là chị Maggie Võ thì thành công ở trên đất Mỹ, và đặc biệt là thành công ở lĩnh vực tài chính, vốn là một cái lĩnh vực mà có rất là nhiều sự cạnh tranh. Và từ trước đến nay thì nhiều người vẫn thường hay nói rằng là lĩnh vực tài chính là lĩnh vực dành cho những người thuộc phái mạnh. Vậy thì trong cái hành trình 20 năm đó, chị đã gặp những cái khó khăn nào và chị làm cách nào để có thể vượt qua được tất cả những khó khăn đó ạ? Maggie thì luôn luôn nhìn nhận là những cái mà mọi người coi là điểm yếu thật ra là điểm mạnh của mình. Tại sao? Khi mình đi vào một cuộc họp mà mình là người phụ nữ duy nhất, mình là người Á Đông duy nhất, thì những cái phương diện mình nhìn nhận và những ý kiến mình đưa ra luôn luôn mới mẻ, luôn luôn không bị trùng hợp với những ý kiến của số đông nhìn nhận. Và đôi khi là người phụ nữ thì mình có những cái yếu tố mềm mại hơn, uyển chuyển hơn, thì đôi khi là giúp cho cái việc mà mình làm việc với phái mạnh cũng thuận lợi hơn. Thì mới nghĩ là cái sự thành công đó là luôn luôn nhìn nhận những cái điểm nào đó của bản thân mình và biến nó thành đó là một cái sức mạnh và phát huy nó, chứ không nên nghĩ là đó là điều là một cái điểm yếu của mình. Và tất nhiên không phải chỉ đơn thuần là một người phụ nữ thành công ở trên thương trường đâu, mà Vũ Thịnh cũng biết luôn là chị Maggie Võ cũng là một người phụ nữ có một cái cuộc sống gia đình rất là hạnh phúc và viên mãn nữa. Tất nhiên là cũng muốn tò hỏi thăm một chút xíu là giữa cái công việc ở bên ngoài và công việc trong gia đình thì làm sao để chị có thể sắp xếp ổn thỏa tất cả mọi thứ như vậy? Maggie nghĩ là Maggie rất là may mắn là có một người bạn đồng hành là ông xã, là luôn luôn chia sẻ công việc trong gia đình và nuôi dạy con cái với Maggie. Và đương nhiên là khi mà mình có hai việc như vậy thì mình có những cái lập ra những cái rule nhất định, là thí dụ như là con của Maggie thì là muốn là thứ bảy là chỉ có ngày của gia đình, thì cố gắng là không bao giờ sắp xếp công việc vào những ngày đó. Và khi mà chơi với lại con nhỏ thì luôn luôn là chỉ tập trung vô bé thôi. Thì cái đó ở bên Mỹ người ta gọi là the power of the moment, tức là chỉ tập trung vào cái người đó thôi, rồi mấy lúc mà mình đi rồi thì mình làm chuyện khác ha. Và thưa quý vị, không chỉ đơn thuần là người mang lại cái niềm tự hào cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài cũng như là người Việt Nam trên khắp thế giới, mà chị Maggie Võ còn luôn mang trong mình một cái niềm trăn trở là làm sao có thể song hành, cùng đồng hành với những người bạn trẻ, những startup tại Việt Nam. Mà ngày hôm nay sự có mặt của chị tại Việt Nam là minh chứng cho điều đó. Ngay lúc này thì Vũ Thịnh xin được mời tất cả quý vị hãy cùng theo chân chị Maggie Võ đến với một sự kiện tại Việt Nam.
Với tình yêu luôn dành cho quê nhà, Maggie Võ đang trong hành trình kết nối với các startup Việt trong nỗ lực tìm kiếm và hỗ trợ các công ty Việt Nam có thể phát triển mạnh, mở rộng ra những thị trường lân cận và thoái vốn dễ dàng hơn. Mới đây, chị đã xuất hiện với vai trò là diễn giả chính cùng chia sẻ những kinh nghiệm quý báu trong chương trình Build Career Day 2022, quy tụ nhiều diễn giả tiếng tăm của ngành tài chính công nghệ. Bản chất thì mình ở vai trò của mình ấy, khi mình là một quỹ đầu tư thì khi mà mình đến với cả chương trình như thế này thì mình cũng mong muốn là tìm kiếm những bạn mà có khả năng xây dựng những sản phẩm tốt trong tương lai và có khả năng là đầu tư cho các bạn ý để các bạn ý có thể trở thành những công ty thành công trong tương lai. Sự thành công của chị ở tại một cái thị trường đầy cạnh tranh rất là cao như ở Mỹ là một cái câu chuyện về sự nghiệp rất là tuyệt vời. Khi mà chị và chồng chị là anh Danh mà dành thời gian bay từ Mỹ về Việt Nam để tham dự vào những sự kiện như Beedle Series này để mà nói chuyện với rất nhiều các cái nhân tài cũng như là các công ty tại Việt Nam phát triển, đó mình cũng chứng minh được là cái sự cống hiến và tận tụy của chị cho cái tương lai của thị trường nhân sự trong lĩnh vực Frontier Technology ở Việt Nam. Có thể thấy, Maggie Võ được xem là hình mẫu thành công của một phụ nữ Á Đông trong đầu tư mạo hiểm, lĩnh vực phần lớn do nam giới Mỹ thống trị. Với bề dày thành tích đáng nể cùng sự cố gắng không ngừng, thành công của Maggie Võ được xem là nguồn cảm hứng cho nhiều bạn trẻ hiện nay. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta đã cùng theo dõi những hình ảnh của chị Maggie Võ tại sự kiện Build Career Day năm 2022. Và với những cái cơ hội như vậy, chị được gặp gỡ, chị được tiếp xúc với những bạn trẻ hoặc là những bạn startup tại Việt Nam, thì bản thân chị đánh giá rằng là những người bạn ấy của chúng ta hiện nay đang có những cái điểm yếu nào cần khắc phục nếu như các bạn muốn khởi nghiệp ạ? Cảm ơn câu hỏi của Vũ Thạch. Tranh thủ trong cái chuyến đi về thăm nhà thì My cũng làm rất là nhiều hoạt động để mà có thể tìm hiểu thêm về cái hệ sinh thái khởi nghiệp ở Việt Nam. Thì My nghĩ là bạn trẻ Việt Nam của chúng ta rất là am hiểu về cái phần đầu, tức là tạo dựng sản phẩm. Nhưng mà bởi vì tuổi đời còn nhỏ, cái chuyện mà phải học hỏi thêm về những cái văn hóa doanh nghiệp nè, những cái kỹ năng mềm để mà có thể đi gọi vốn là một cái chuyện rất là quan trọng, đúng không? Hay là để mà có thể thu hút được nhân tài để lãnh đạo một cái công ty bự, thì chúng ta chưa có điều kiện để mà tiếp xúc, để mà nâng cao cái kỹ năng đó. Kỹ năng đó thường là các bạn sẽ phải học hỏi từ sách vở, mà đương nhiên sách vở thì nó cũng có những cái giới hạn nhất định. Thì mình nghĩ là trong quá trình khởi nghiệp và điều hành công ty thì các bạn nên cân bằng để mà có thể vừa học hỏi trau dồi về công nghệ thông tin, tạo dựng sản phẩm tốt, nhưng mà bên cạnh đó cũng học cách là làm sao vận hành một công ty, làm sao để mà thu hút nhà đầu tư. Thực ra là cái câu trả lời vừa rồi Vũ Thành nghĩ là nó đứng dưới góc độ là chị Maggie Võ là một người đi trước, một người đã có rất là nhiều kinh nghiệm và chị muốn chia sẻ lại cho những người sau. Nhưng mà bây giờ thì Vũ Thành đang muốn hỏi chị dưới góc độ là một nhà quản lý một cái quỹ đầu tư, thì chị nghĩ rằng là những công ty Việt Nam mình hiện nay liệu rằng có cơ hội để cạnh tranh với các công ty nước ngoài trong cái việc là thu hút vốn đầu tư không? Ví dụ như thu hút vốn đầu tư từ quỹ của chị ạ? Maggie thì nghĩ là những công ty khởi nghiệp của mình có rất là nhiều tiềm năng, bởi vì được hỗ trợ bởi những cái yếu tố vĩ mô. Ví dụ như là nền kinh tế của mình là phát triển rất là nhanh, chính trị xã hội thì rất là stable. Và khi mà nói đến yếu tố con người á, thì cái thành phần mà dân số trẻ là rất là đông và phát triển nhanh nữa. Và dân số trẻ đó không những là trẻ mà họ sức mua cũng rất là cao. Những yếu tố đó thì thật sự là rất là giúp đỡ những cái công ty mà vận hành ở nước Việt Nam của mình, đúng không? Yếu tố mà khó khăn nhất mà mình nghĩ là những nhà khởi nghiệp ở Việt Nam đang đối đầu là làm sao thu hút được vốn ngoại để mà bỏ vào vào cái công ty của mình. Là một người Việt Nam, mình luôn trăn trở những chuyện đó. Những cái nhà khởi nghiệp cần luôn luôn học hỏi, không chỉ có công nghệ thông tin mà làm sao để vận hành một cái doanh nghiệp. Tại vì doanh nghiệp phải phát triển rất nhanh, rất mạnh thì mới thu hút được những cái vốn đầu tư đó. Hiện nay thì chúng ta thấy rằng là chúng ta đang sống trong một cái môi trường mà tất cả chúng ta đều có cơ hội để tiếp cận rất là nhiều những cái nền giáo dục khác nhau. Và chúng ta cũng thấy được một điều rằng là ngay cả bản thân chị Maggie Võ cũng là một cái hình mẫu học tập rất là giỏi ở Việt Nam, và sau đó thì tiếp thu được với cái nền kiến thức và tri thức của nhân loại ở nước ngoài. Vậy thì không biết là chị có một cái lời khuyên nào dành cho những bạn trẻ ở ngoài kia, những người đang có một cái ước mơ mà có một cái hoài bão rằng là sẽ học tập và làm việc ở nước ngoài, cái cách nào để mà các bạn có thể thành công được ạ? Mình nghĩ là có một cái điều mà Maggie luôn tâm niệm á, khi mà học tập và làm việc ở nước ngoài, là khi mà làm một việc gì đó
luôn luôn làm nhiều hơn là được yêu cầu trong trong cuộc sống để mà đánh dấu bản thân mình, để mà trong một cái đám đông làm cho mình tỏa sáng hơn một tí xíu, thì chỉ cần một chút xíu nữa thôi, mình chỉ cần vượt lên cái khoảng mà được yêu cầu, thì chỉ cần một người thôi, không cần đến nhiều người chú ý đến cái công sức mình bỏ ra, là cuộc đời của mình có thể qua một cái trang khác rồi. Và nếu mà các bạn theo dõi cái hành trình của Maggie thì câu chuyện cuộc sống của Maggie cũng vậy. Dạ, rất là cảm ơn những chia sẻ của chị Maggie Võ trong ngày hôm nay đã gửi gắm đến cho tất cả quý vị. Và Vũ Thạch cũng rất hy vọng rằng là sau cái cuộc trò chuyện ngày hôm nay, chúng ta cũng sẽ biết được một cái hình mẫu người phụ nữ rất là thành công, mang lại cái niềm tự hào cho cộng đồng các những doanh nhân trẻ, nhìn vào đó để mà xem như là một cái tấm gương để mà cố gắng và cũng gặt hái được nhiều thành công như vậy. Và cũng sẽ được chúc cho chị Maggie Võ sẽ tiếp tục cái hành trình của mình, không chỉ là thành công nữa trong công việc mà còn tiếp tục mang lại cái niềm tự hào cho tất cả người Việt Nam. Xin được cảm ơn chị đã dành thời gian đến với chương trình Việt Nam Ngày Mới ngày hôm nay. Cảm ơn Thạch và cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi. Và thưa quý vị, đến đây thì cuộc trò chuyện của chúng tôi cũng xin được khép lại. Rất là cảm ơn sự quan tâm chú ý theo dõi của quý vị. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những cuộc trò chuyện sau.